con đường Lê Quang Định của quận Bình Thạnh đây các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi thưởng thức cái món đặc sản của đất biển Nha Trang là món bún cá và món nem nướng tại số 468 Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh nha các bạn. Đặc sản Nha Trang, quán Ngọc Trâm 2 tại số 468 Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh. Đây là nhìn từ phía ngoài quán và trong cái quầy bếp được để rất là nhiều gia vị cùng những nguyên liệu cho món nem nướng nổi tiếng và món bún cá đặc sản Nha Trang tại đây. Và quán cũng đang có đông khách, mọi người nhân viên đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu để bán cho khách. Chúng ta sẽ cùng xem cái menu giá của quán đặc sản Nha Trang 120. Thì nem chua chỉ có 5.000 cái thôi, chả cá là 20.000 giữa, thì sứa sẽ 25.000 chén, nó cùng các loại nước uống cũng giá cũng rất là vừa phải. Thì nem nướng đặc biệt sẽ có giá là 55.000 một phần, bún cá thì 35.000 một tô, và bún nem nướng chỉ có 42.000 tô thôi. Và món hot ở đây là bún cá sứa, 45.000 một tô. Giá cũng rất là hợp lý cho một cái đặc sản biển tại một đặc sản của Nha Trang tại Sài Gòn. Của món nem nướng Nha Trang là những gia vị được bỏ sẵn để cho khách mang về. Nước mắm và cả nem chua nữa cũng để sẵn. Nước nhân cho món nem nướng Nha Trang để khách mang về. Nước đây là nước chấm được chế theo công thức riêng của quán. Đây là một anh phụ bếp của quán Ngọc Trâm 2 đặc sản Nha Trang đang dùng những chiếc đũa để do những cái xiên thịt nem nướng. Đây là cái máy trộn thịt và được một nhân viên, một phụ bếp để ở đây để có thể làm vo những cái mẻ thịt được trộn sẵn để có thể làm món nem nướng rất là ngon theo cái khẩu vị đúng cái công thức của người Nha Trang.
Cái máy này chỉ là để trộn thôi không anh? Để đánh cho đều đúng không? Ép cái cây luôn. À, anh ép thử ra cái cây cho ép thịt ra cây đũa cho nó đều không anh? Rồi còn thịt dư là mình vắt thôi. À, đây là cái máy ép thịt vào cái đũa cho đều. Còn nếu mà không dùng máy mình sử dụng tay. Nhân viên của quán đặc sản Nha Trang đang lấy những cái que thịt, cái xiên thịt được xiên theo cái chiếc đũa để cho lên lò. Bếp than hồng và nướng bằng một cái máy quay đều để nên nướng có thể chín cánh đều vàng theo cái công thức món nem nướng đặc sản Nha Trang tại quán Ngọc Tâm. Một cái máy nướng nem nướng được thấy bằng motor được chứ thì các cây nem sẽ quay đều như thế này và chín đều hơn. Những cây đũa nem nướng xoay đều trên cái máy motor trên than hồng để chín đều và vàng hơn. Được cuốn lại và sau đó sẽ được chiên giòn ăn kèm với lại nem nướng này các bạn. Khi nem được gói với lại rau sống và cả những cái loại đi kèm thì đây là một thành phần không thể thiếu của món nem nướng đặc sản Nha Trang. Đây quán 102 đang chuẩn bị cái phần nem nướng cho khách. Dưa chua, dưa leo và cả chuối chát, xoài, rau và bánh tráng chiên giòn sẽ được chuẩn bị và những cái que nem nướng được nướng nóng hổi trên bếp than hồng được đem ra và cho vào giữa và cuối cùng là chị sẽ lấy rau được chúng rửa sạch và để trong quay. Cho khách 55.000 gồm những chén nước chấm này, rau này, bánh tráng này, nước mắm ngọt sa đặc này. Và nếu mà trong bàn có người ăn thêm bún cá sẽ có phần rau rau sống cho bún cá luôn. Em cả hả? Chấm có thể thêm ớt hoặc là tỏi vào trong cái chén nước chấm.
khách mang về được cho vào trong những cái bì. Một cái bếp rất nhỏ nhưng mà khi khách vào đông chuẩn bị rất là nhanh. Và nhân viên chuẩn bị những cái phần cho khách mang về. Một tô bún cá này thì giá nhiêu tiền em? 35 ngàn em. Nem nướng thì bao nhiêu phần? 55 ngàn phần. Đây là sứa nè các bạn. Tô bún cá gồm có bún và chả cá và cá được phi lê ra nấu chín và các loại gia vị cần thiết cho một cái tô bún cá. Đây là cái nồi trùng bún dành cho món bún cá. Sau đó anh sẽ lấy sứa làm sạch. Thịt cá sẽ được cho vào và thêm gia vị là hành hoặc là hành tây, cà chua và dứa là hai cái nguyên liệu quen thuộc của món bún cá. Và sau đó sẽ là nước nhân. Tí tiêu nữa. Đây một tô bún cá vừa có thịt cá, chả cá, cà chua và dứa cùng sứa, hành phi. Sau đó theo công thức của món bún cá trứ danh Nha Trang tại quán 102 Sài Gòn. Thì bún sẽ được trụng qua nước sôi. Và sau đó sẽ là sữa được làm sạch rồi. Sau đó là đến chả cá được làm theo công thức riêng từ những cái loại cá ngon tại biển Nha Trang. Sau đó sẽ là đến thịt cá được phi lê sẵn, nấu chín sẵn, rất là ngọt nước từ cái nồi súp thật là to nấu bằng điện. Sau đó sẽ là hành phi hoặc là hành được sắc hành cùng cà chua và dứa. Đoạn cuối cùng là anh sẽ múc nước nhân được nấu từ thịt cá, xương cá rất là ngọt, được nêm nếm rất là hợp khẩu vị. Thì nhân viên đang mang bún cá lên cho khách. Mắm đặc nè, được pha. Đây là nước mắm ngọt. Nước mắm ngọt và được pha đặc. Đây là nước mắm để ăn bún mắm nem đây. Thì dưa chua, dưa chát, dưa leo, bào mỏng, bào phúc để ăn với lại nem nướng, xoài chua. Và cùng những cái gia vị cần thiết. Và nước chấm.
cho em hỏi là quán mình bún cá mình bán với lại nem nướng là đặc sản của Nha Trang ở đây được bao lâu rồi? Khoảng gần 7 năm rồi. 7 năm rồi anh. Quán mình mở là từ mấy giờ mấy giờ ạ? Từ 7:10 đến 10:30 tối. Từ 7:10 sáng buổi sáng cho đến 10:30 tối. Thì cái giá muốn cá của quán mình là bao nhiêu tô ạ? Cá là 35 ngàn tô. Còn nem nướng ạ? Nem nướng là 55 ngàn. 55 ngàn một phần. Thì ngoài ra còn món gì nữa không anh ha? Bún nem. Bún mắm nem hả? Bún nem. Bún nem thì bao nhiêu tô ạ? Bún nem á. Dạ, là bao nhiêu tô ạ? 42 ngàn tô. Dạ, còn nem, em thấy có nem chua nữa. Nem chua là 5 ngàn đồng một cái. 5 ngàn đồng một cái.